chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group, phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Từ miền Nam California, Đỗ Tông Khoa và VN xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Little Sài Gòn TV băng tần 56.10. Hôm nay là ngày thứ ba trở lại làm việc cùng với VN. Xin chào VN. Em xin chào anh Đỗ Tông Khoa và VN cũng xin kính gửi lời chào đến quý khán giả của đài Little Sài Gòn TV. Sao bữa nay giống như bệnh xăng phai nhớt vậy? Xăng mắc quá. Cái giọng nghe giống như là xe chạy xăng phai nhớt vậy. Bữa nay này, cái áo này có cherry, đúng mùi cherry đi. Đi hái cherry về rồi không ăn. Rồi gắn lên áo, gắn lên áo là để mặc luôn. Để vậy để nhắc nhở sắp tới mùa cherry rồi. Sớm nhờ, chắc năm nay chắc không ai thèm đi đâu. Săn mắc quá. Ra chợ mua cho nó rẻ. Và thưa quý vị, mùa hè đến chính thức rồi. Thì vì trời nắng nóng quá đi thưa quý vị, đã vậy lái xe mà xăng cao nữa, chắc có người cũng không dám bật máy lạnh nữa. Tự tốn xăng. Và những cái tỷ lệ những người mà chạy sao mà cho đến hết xăng á, nó tăng tới 40% lần. Thì quý vị làm gì làm cũng ráng. Nếu mà không có xăng á thì đừng đi, mà đi thì nhớ đổ mình xăng nha thưa quý vị. Và bây giờ thì VN và Đỗ Tấn Quang sẽ mời quý vị cùng bước vào bản tin buổi chiều ngày hôm nay, mở đầu với phần tin Việt Nam. Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi về chính sách ngoại hối. Cựu chủ tịch Hà Nội gửi giấy trình dài 100 trang trước phiên phúc thẩm. Bị đánh ghen tại phòng làm việc, chủ tịch xã bị đình chỉ công việc. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết, mở đầu với VN. Xin cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, Mỹ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi về chính sách ngoại hối. Sau hơn một năm được ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ của Mỹ, thì mới đây Việt Nam lại bị Bộ Tài chánh của Mỹ đưa vào danh sách giám sát về các chính sách ngoại hối, dù không bị chính quyền của Tổng thống Joe Biden xác định là thao túng tiền tệ trong báo cáo báo niên mới nhất của Bộ trình lên Quốc hội của Hoa Kỳ. Dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump, người từng dọa đánh thuế hàng hóa Việt Nam vì thặng dư thương mại cao với Mỹ, Việt Nam bị dán mác thao túng tiền tệ, nhưng sau đó được chính quyền Tổng thống Joe Biden đưa ra vào khỏi danh sách ngày hôm nay. Tuy nhiên thì hôm 10 tháng 6, Bộ Tài chính của Hoa Kỳ cho biết rằng họ đã thêm Việt Nam và Đài Loan vào danh sách giám sát cùng với 10 nước khác, gồm cả Trung Quốc. Và Bộ Tài chánh xem xét 20 đối tượng thương mại lớn của Hoa Kỳ, gồm cả Việt Nam và có thương mại hàng hóa song phương với Mỹ, đạt ít nhất là 40 tỷ Mỹ Kim hàng năm. Thặng dư thương mại của Việt Nam tới Hoa Kỳ đạt con số kỷ lục hơn 90 tỷ USD vào năm ngoái, đưa quốc gia Đông Nam Á vào nhóm 3 nước có mức thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ và sau Trung Quốc và Mexico. Các tiêu chí mà Bộ Tài chánh Mỹ xem xét là thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ, thặng dư đáng kể trong tài khoản vãng lai và bằng chứng về sự can thiệp dai dẳng từ một phía vào thị trường ngoại hối, Bộ Tài chánh của Mỹ cho biết sẽ tiếp tục tiến hành phân tích sâu về chính sách kinh tế vĩ mô và tỷ giá hối đoái của các nền kinh tế này cho đến khi họ không đáp ứng cả 3 tiêu chí trên theo đạo luật năm 2015 trong ít nhất là 2 kỳ báo liên tiếp. Và cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã gửi một bản giải trình dài hơn 100 trang đến cho tòa án cấp cao trước phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 6 đối với vụ mua bán chế phẩm Redoxy 3C xử lý ô nhiễm nước sông Hồ ở thủ đô. Liên quan đến vụ này, ông Chung hiện đang bị tuyên án 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho thành phố. Tuy nhiên, bản giải trình của ông Chung cho rằng việc mua chế phẩm Redoxy 3C để mà xử lý nước sông Hồ ở Hà Nội là có lợi và không gây thiệt hại cho ngân sách và ông bị án oan. Trong vụ án đó, ngoài ông Chung thì tòa án Hà Nội cũng tuyên phạt hai người khác là Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội,
4 năm tù và Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty Arctic, 4 năm 6 tháng tù với cùng tội danh là lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ba người phải liên đới bồi thường hơn 36 tỷ đồng cho nguyên đơn dân sự là công ty thoát nước Hà Trung 25 tỷ đồng, Giang 7.7 tỷ đồng cùng với Hùng là 4 tỷ đồng. Trước đó, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù vì tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bị đánh ghen tại phòng làm việc, chủ tịch xã đã bị đình chỉ công việc. Ông Trương Văn Gương là chủ tịch xã Thạnh Mỹ, huyện Thanh Thành, Thanh Hóa, vừa bị cấp trên tạm đình chỉ công tác để cơ quan chức năng làm rõ nội dung tố cáo của ông này có quan hệ bất chính với nữ cán bộ xã, đã có gia đình và bị đánh ghen tại phòng làm việc. Vụ việc diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 6. Sau khi dự một cuộc họp, ông Gương đã trở về phòng làm việc thì bất ngờ có một nhóm người được cho là người nhà của gia đình của bà H, cán bộ xã Thạnh Mỹ, xông vào phòng làm việc của ông Gương, đánh ghen và gây mất trật tự nơi công sở. Ông Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Mỹ xác nhận người trong gia đình của bà H đã kéo đến phòng làm việc của ông Gương đánh ghen vì tố cáo ông Gương có quan hệ bất chính với bà. Ủy ban kiểm tra huyện ủy và công an huyện Thạch Thành đang xác minh vụ việc. Và dịch bệnh được kiểm soát, người dân không chịu chích ngừa, đó là lý do mà tỉnh Quảng Ngãi làm đơn gửi lên Bộ Y tế đề nghị cho trả lại gần 200.000 liều vaccine COVID-19 để phân bố cho địa phương khác có nhu cầu. Theo ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, về nguyên tắc, nếu xác định không sử dụng hết lượng vaccine được cấp thì phải báo cáo cho Bộ Y tế biết. Hiện nay khả năng tỉnh không tiêm hết lượng vaccine trên cho nên phải hoàn trả, nếu để lại sẽ hết hàng sử dụng vào ngày 30 tháng 6. Trước đó, vào ngày 10 tháng 6, Bộ Y tế có công điện hối thúc các địa phương hãy tăng cường tiếp nhận và triển khai chích ngừa COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế nhấn mạnh địa phương nào không tiếp nhận đủ vaccine để tiêm mũi số 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 cho đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm. Nếu để xảy ra dịch tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chính phủ. Và thưa quý vị, do khan hiếm nên nấm mối đang được rao bán tại Bến Tre với giá là 1.500.000 đồng cho 1 ký, khoảng 70 Mỹ Kim. Tuy có giá cao ngất ngưỡng và năm sau thì cao hơn năm trước nhưng vẫn không có để bán do lượng cầu quá lớn. Theo những người sành ăn thì nấm mối Bến Tre có sự khác biệt rất lớn so với nấm mối của các địa phương khác ở độ béo, ngọt và giòn ngon, khó ở cái nơi nào so sánh được. Một người chuyên đi tìm nấm mối cho biết nấm mối là một loài nấm mọc tự nhiên, nên sản lượng ít hay nhiều do con người quyết định. Nấm đã nở rộ vào cuối tháng 5 âm lịch và kết thúc vào mùa nấm cuối tháng 6. Ông Huỳnh Quang Đức là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Bến Tre cho biết, ngày xưa dừa già ngã xuống rồ để mục tại vườn thì mối đã làm tổ và nấm mối cũng từ đó mà mọc lên rất nhiều. Nhưng hiện nay thì hầu hết vườn dừa được dọn sạch nên số lượng nấm cũng giảm. Nấm mối có thể chế biến rất nhiều món như là nấm mối nướng lá cách, nấm mối bánh xèo, nấm mối và nấm mối xào mướp với là cách nước dừa, nhưng ngon nhất là xào với muối ớt để thưởng thức trọn vẹn vị ngon ngọt và thơm giòn. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Liro Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại ít phút sau một số thông tin đã bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi. 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn như mến truyền hình Liên Đức Sài Gòn TV theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với VN và Đỗ Tuấn Khoa. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin thế giới. Severodonetsk của Ukraine đang bị cô lập hoàn toàn. Nga giảm nguồn cung khí đốt tới Đức.
Nga thừa nhận kinh tế gặp nhiều thử thách. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết mở đầu với VN. Xin cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, cuộc chiến tranh Ukraine hôm nay đã bước sang ngày thứ 111 với sự kiện nổi bật là thành phố Severodonetsk ở tỉnh Luhansk. Mở đầu, Ukraine đã hoàn toàn bị cô lập sau khi cây cầu cuối cùng nối liền với thành phố với phần còn lại đã bị phá hủy vào ngày hôm qua. Trước tình hình đó, thì Tổng thống Ukraine một lần nữa kêu gọi phương Tây cấp tốc chi viện vũ khí hiện đại để giúp cho Kiev tránh được thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng do quân đội Nga gây ra. Theo ông Sergei Gadai, là thống đốc của vùng Luhansk, lực lượng Nga đã phá hủy cây cầu cuối cùng ở Severodonetsk, bắc qua Donetsk và nối với thành phố Lysychansk lân cận, và việc cây cầu bị đánh sập sẽ cản trở việc di tản những cây thường dân vẫn còn bị kẹt lại trong thành phố và khiến cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo không thể thực hiện được. Trong bài phát biểu hàng ngày, Tổng thống Zelensky đã cảnh báo về cái giá nhân mạng của trận đánh được ông cho là khủng khiếp. Đối với ông Zelensky, trận đánh Donbass chắc chắn sẽ đi vào lịch sử quân sự như là một trong những trận chiến đánh ác liệt nhất ở châu Âu, và tổn thất nhân mạng mà quân đội Ukraine phải gánh chịu thật khủng khiếp. Theo các số liệu của chính quyền Kiev, mỗi ngày thì có từ 100 cho đến 300 binh sĩ Ukraine tử trận. Trước tình hình đó, thì theo ông Zelensky, Ukraine đang rất cần vũ khí hiện đại từ các nước phương Tây. Ông xác định chỉ có pháo binh hiện đại mới có thể giúp cho Ukraine giành ưu thế, và quân đội nước ông chỉ cần có đủ vũ khí là có thể giải phóng lãnh thổ, kể cả Mariupol và Crimea. Và công ty năng lượng của Nga là Gazprom cho biết là sẽ giảm lượng khí đốt hàng ngày cung cấp cho Đức qua đường ống Nord Stream do sửa chữa máy nén. Nguồn cung khí đốt qua đường ống Nord Stream hiện chỉ có thể đạt mức 100 triệu mét mỗi khối mỗi ngày. Và Gazprom đã thông báo trên Telegram hôm nay thêm rằng lưu lượng bình thường của đường ống là 167 mét khối. Công ty năng lượng Nga cho biết do công ty Siemens của Đức chậm trễ bàn giao các bộ phận máy cho nên được sửa chữa, hiện chỉ có 3 hệ thống bơm khí đốt hoạt động tại trạm nén Potoryava gần thành phố Vyborg phía tây bắc của Nga. Nhưng nhiều công ty phương Tây, bao gồm có công ty Siemens của Đức, đã tuyên bố rút khỏi thị trường Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nga cũng mất một số khách hàng khí đốt ở châu Âu sau khi yêu cầu những nước không thân thiện phải thanh toán bằng đồng rúp, bằng cách đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây và giúp ổn định tiền rúp. Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan và Hà Lan trước đó đã bị Nga cắt nguồn cung khí đốt do từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Đường ống Nord Stream được đưa vào vận hành vào năm 2012 để vận chuyển khí đốt từ Tây Bắc nước Nga tới Đức qua biển Baltic. Dự án đường ống Nord Stream 2 nhằm tăng gấp đôi lượng khí đốt tới Đức đã bị đình chỉ như là một biện pháp trừng phạt của Berlin với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó có Đức, Ý và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ của cho châu Âu cũng đến từ Nga. Và Điện Kremlin nói với Nga là đang đối mặt với nhiều thách thức kinh tế do làn sóng trừng phạt, song khẳng định mọi nỗ lực cô lập nước Nga là vô vọng. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm nay đã nói trong một cuộc phỏng vấn trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế tại St. Petersburg. Theo ông thì tình hình không dễ dàng và thậm chí được gọi là thách thức do cuộc chiến kinh tế chưa từng có từ các lệnh trừng phạt phương Tây nhắm vào Nga. Đây là lần hiếm hoi Nga thừa nhận và nền kinh tế nước này đang gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Moscow trước đây đã nhiều lần tuyên bố các lệnh trừng phạt này không hiệu quả và không thể buộc Nga thay đổi chính sách của mình. Tuy nhiên, thì ông Peskov cho rằng tình hình hiện nay đang tạo cho động lực để Nga và các nước thân thiện tìm kiếm phương thức hợp tác và cơ chế thanh toán mới. Vai trò của các đồng tiền dự trữ như là Mỹ Kim, Euro chắc chắn sẽ suy yếu khi hệ thống pháp lý, tài chính đang mất uy tín đối với nhiều quốc gia. Ông còn nói thêm, ông cũng khẳng định nỗ lực loại bỏ Nga khỏi đời sống toàn cầu là vô vọng và bất khả thi. Tốc độ phát triển của Nga trong những tháng vừa qua là minh chứng rõ ràng. Ngay cả khi xuất cảng năng lượng của Nga giảm mạnh trong tháng 5 do một số quốc gia quay lưng với dầu khí Nga để phản đối chiến dịch quân sự ở Ukraine, việc giá nhiên liệu toàn cầu tiếp tục tăng mang về nguồn lợi lớn cho Điện Kremlin với doanh thu xuất cảng đạt mức cao kỷ lục. Và trong 100 ngày đầu chiến sự ở Ukraine, Nga đã thu được 98 tỷ Mỹ Kim,
từ xuất cảng dầu và khí đốt. Nhưng giới quan sát cho rằng nền kinh tế của Nga sẽ chịu ảnh hưởng về dài hạn dưới tác động của các lệnh trừng phạt, vì Nga chịu ảnh hưởng lớn từ nhập cảng và các phụ tùng và dịch vụ. Truyền thông nhà nước Nga cho biết nước này hiện chịu khoảng 10.000 hạn chế, trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới. Và ngày hôm qua, thì Luxembourg thuộc nước Bỉ, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là Jack Sullivan đã gặp gỡ với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì, ủy viên Bộ Chính trị phụ trách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Bắc Kinh và Washington, đôi bên đã có những cuộc trao đổi thẳng thắn, thực chất và hiệu quả vào lúc mà căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung gia tăng, nhất là trong vấn đề Đài Loan. Cuộc họp cấp cao này không được thông báo trước, kéo dài 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Đây có thể là bước chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rất có khả năng sẽ diễn ra vào khoảng tháng 7 năm nay. Quan hệ Mỹ-Trung xuống cấp nghiêm trọng trong những năm gần đây do đôi bên có nhiều bất đồng trong các vấn đề về nhân quyền, thương mại và bành trướng quân sự của Trung Quốc, và nhất là trong hồ sơ Đài Loan, một lần nữa đã được đôi bên nhắc đến trong cuộc họp. Theo nguồn tin từ Pháp AFP, ông Dương Khiết Trì thúc giục Mỹ đang tránh đưa ra những phán xét sai lệch, những ảo tưởng và cảnh cáo rằng vấn đề Đài Loan tác động đến nền tảng chính trị quan hệ Mỹ-Trung và nếu không được giải quyết đúng đắn, hồ sơ này sẽ gây một tác động tai hại. Đáp lời người đồng cấp Trung Quốc, Jack Sullivan đã nhắc lại lập trường của Mỹ về chính sách một nước Trung Hoa duy nhất, cũng như những quan điểm và mối quan ngại của Mỹ về các hành động mang tính cưỡng ép và hung hăng của Bắc Kinh tại eo biển Đài Loan. Tại Hội nghị An ninh Đối ngoại Shangri-La, thì Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã cảnh báo Bắc Kinh không ngần ngại khởi động một cuộc chiến nếu như Đài Loan tuyên bố độc lập, trong khi đồng nhiệm Mỹ là Lloyd Austin chỉ trích mạnh mẽ các hoạt động quân sự khiêu khích và gây bất ổn định của Bắc Kinh trong khu vực. Và thưa quý vị, Mỹ-Đài Loan chuẩn bị mở đối thoại chiến lược. Hoa Kỳ và Đài Loan đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho một cuộc đối thoại song phương về an ninh chiến lược, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2022 tại thủ đô Washington. Theo nguồn tin từ báo chí của Nhật, các viên chức an ninh của Mỹ và Đài Loan sẽ thảo luận chi tiết về hợp tác an ninh trong khuôn khổ, thường được gọi là đàm phán Monterey, là lần tổ chức gần đây nhất vào mùa thu năm 2021, cũng tại Mỹ. Theo nguyên tắc chung thì cả bên kế hoạch lẫn nội dung của cuộc đàm phán đều không được công bố. Nhưng theo một thông trong số nguồn tin thì chủ đề chính của đối thoại sắp tới rất có thể là chương trình hỗ trợ vũ khí của Mỹ cho Đài Loan. Washington đặt mục tiêu ưu tiên bán các loại vũ khí cho phép ngăn chặn hiệu quả của các chiến dịch đổ bộ từ Trung Quốc lên đảo của Đài Loan. Quốc hội Mỹ cũng xem xét kế hoạch cấp vài tỷ đô là để hỗ trợ tài chính cho đô la cho Đài Loan mua vũ khí. Ngoài ra thì chính quyền Joe Biden dự định ưu tiên bán các loại vũ khí gọi là năng lượng phi đối xứng, có độ phản ứng cao, rẻ tiền và hiệu quả trong việc đối phó với các chiến dịch đổ bộ từ Trung Quốc. Đây là các loại hỏa tiễn chống hạm và hệ thống phòng không, các hệ thống thu thập thông tin tình báo cần thiết để xác định các chuyển động của đối phương và đưa ra cảnh báo sớm. Việc ưu tiên bán vũ khí phi đối xứng, ngoài mục tiêu tăng cường nhanh chóng khả năng ngăn chặn quân đội Trung Quốc đổ bộ, còn nhằm khuyến khích Đài Loan phân bổ ngân sách hiệu quả hơn cho quốc phòng. Và Liên Hiệp Quốc kêu gọi không hạn chế xuất khẩu lương thực. Lãnh đạo của hai cơ quan của Liên Hiệp Quốc hôm qua đã kêu gọi các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO không áp đặt hạn chế đối với xuất khẩu lương thực nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực toàn cầu do tác động từ vụ Nga xâm lược Ukraine. Thư ngỏ có chữ ký của bà Michelle Bachelet là cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Rebecca Greenspan là tổng thư ký của UNCTAD, Cơ quan Thương mại và Phát triển của Liên Hiệp Quốc. Bức thư được gửi cho Bộ trưởng Thương mại các nước thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới họp tuần này tại Geneva và Thụy Sĩ viết rằng cuộc chiến ở Ukraine đang gây ra đau khổ khủng khiếp cho người dân của nước này và làm tăng nạn đói và nguy cơ chết đói cho hàng chục triệu người đang bị mất an ninh lương thực hoặc là đã bị mất an ninh trong lương thực. Và lãnh đạo của hai cơ quan Liên Hiệp Quốc yêu cầu không áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với thực phẩm thiết yếu được các nước kém phát triển nhất mua, cũng như đối với những thực phẩm mà chương trình lương thực thế giới mua để sử dụng vào mục đích nhân đạo. Cuộc chiến Ukraine đã làm gia tăng mối lo ngại về an ninh lương thực toàn cầu khi các cảng ở vùng biển đen của nước này bị phong tỏa, khiến cho Ukraine, một trong những quốc gia sản xuất lúa mì lớn của thế giới, không thể xuất khẩu nông phẩm của họ. Và ngày hôm nay, thì Thủ tướng Úc cho biết Trung Quốc cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Úc để cải thiện về quan hệ khi ông hoan nghênh cuộc đàm đội đàm
đầu tiên giữa các bộ trưởng của hai nước trong gần 3 năm qua, gọi đó là một điều tốt. Và khi áp đặt các biện pháp trừng phạt, Trung Quốc đã liệt kê 14 điểm bất đồng với Úc, tờ lời kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus COVID-19, lệnh cấm công ty viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc xây dựng mạng 5G, đến việc sàng lọc đầu tư nước ngoài vì các rủi ro an ninh quốc gia. Thủ tướng Úc Anthony Albanese nói với các phóng viên tại Brisbane, chính Trung Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Úc và họ cần gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đó để cải thiện quan hệ. Chính phủ của người tiền nhiệm của ông Albanese mô tả các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc đối với các mặt hàng năng lượng và nông nghiệp của nước này là hành động ép buộc kinh tế. Trong bối cảnh đóng băng ngoại giao kéo dài nhiều năm, các bộ trưởng của Úc không thể thu xếp các cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc. Nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phương Hòa bên lề một hội nghị an ninh ở Singapore vào hôm 12 tháng 6, và Marles đã mô tả cuộc hội đàm kéo dài một giờ của họ là bước đầu tiên quan trọng. Ông Albanese cho biết việc các bộ trưởng gặp nhau là một điều tốt và lưu ý tầm quan trọng của thương mại đối với Trung Quốc của nền kinh tế châu Úc, thưa quý vị. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài để tiếp tục đến với phần tin Hoa Kỳ sau một số bản tin thương mại đã bảo trợ cho đài. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group, phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Cảm ơn quý vị vẫn nhớ màn truyền hình Leadership on TV theo dõi phần tin tổng hợp cùng với VN và Đỗ Tuấn Khoa trong ngày hôm nay. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin Hoa Kỳ. Điều trần về bạo loạn ngày 6 tháng Giêng sang ngày thứ nhì ở tại Hoa Kỳ. Các lối vào công viên quốc gia Yellowstone sẽ bị đóng cửa. Nắng nóng lên mức kỷ lục ở vùng trung của Hoa Kỳ. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi các bản tin chi tiết mở đầu với VN. Xin cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ đầu tiên cho biết các cố vấn tranh thủ tranh thân cận của nhất của Tổng thống Donald Trump và các viên chức chính phủ hàng đầu và thậm chí là cả gia đình của ông đều đã phản bác những tuyên bố sai lầm của ông Trump, cho rằng có gian lận bầu cử vào năm 2020, nhưng vị Tổng thống bị thua trong bầu cử dường như đã rời xa thực tế, vẫn tiếp tục bám vào những giả thuyết kỳ quặc nhằm duy trì quyền lợi. Lời nói dối quá đáng của ông Trump cho rằng có gian lận bầu cử đã leo thang và chuyển thành mệnh lệnh cho những người ủng hộ ông hay là tuần hành đến thủ đô Washington và sau đó đưa họ đến Điện Capitol, tức là tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, nhằm ngăn chặn chiến thắng của ông Joe Biden. Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr đã nói khi làm chứng trong cuộc chất vấn với Ủy ban điều tra, ông Trump đã trở nên xa rời thực tế nếu quả thật là ông ấy tin vào những điều này. Các nhân chứng ngày hôm qua chủ yếu là đảng viên của Đảng Cộng Hòa và nhiều người làm chứng thông qua hình thức ghi video đã mô tả một cách thẳng thừng và đôi khi bực tức kể chi tiết về việc ông Trump từ chối nghe lời khuyên của những người thân cận nhất, bao gồm kể cả những người thân trong gia đình của ông. Vẫn trong cuộc điều tra thì không những theo đuổi ảo vọng về bầu cử, ông Trump còn lạm dụng niềm tin của người ủng hộ để trục lợi khi tuyên bố gây quỹ pháp lý để tranh đấu nhưng không hề sử dụng nguồn tiền vào cuộc tranh đấu này. Và tất cả các lối vào của công viên quốc gia Yellowstone sẽ bị đóng cửa ít nhất là đến hết ngày mai do lũ lụt lớn và lở đá và có thể là một khoảng thời gian dài đáng kể trước khi tất cả các con đường mở cửa trở lại. Cơ quan công viên quốc gia cho biết là đã có lũ lụt, lở đá và lở đất trên các tuyến đường do lượng mưa chưa từng có gần đây.
và họ sẽ không biết thời gian mở cửa trở lại của công viên cho đến khi mà nước lũ giảm bớt và có thể đánh giá thiệt hại. Không có xe cộ và ra vào ít nhất là cho đến thứ Tư. Việc đóng cửa bao gồm những người có đặt chỗ ở và cắm trại. Những du khách hiện đang ở trong công viên đã được lệnh phải rời khỏi. Giám đốc công viên Cam Sholey cho biết, do các trận ngập lụt kỷ lục trong công viên và lượng mưa nhiều hơn dự báo, thì họ đã quyết định đóng cửa Yellowstone đối với tất cả các chuyến thăm. Ưu tiên đầu tiên là di tản khu vực phía bắc của công viên, nơi đã xảy ra nhiều vụ bùng chặn cầu đường và lở đất và các vấn đề khác. Du khách trong vòng phía nam của công viên cũng được chuyển ra khỏi công viên từ sáng hôm qua do dự đoán về mức lũ cao hơn ở khu vực, cũng như lo ngại về hệ thống nước và nước thải của công viên. Công viên cho biết nhiều khu vực của công viên đã bị mất điện. Và một đợt nắng nóng sẽ thiêu đốt miền Tây Nam và miền Trung của Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày thứ Hai khi nhiệt độ kỷ lục dự kiến sẽ tăng cao lên 100 độ với các nhà dự báo cảnh báo mọi người nên ở trong nhà và uống nhiều nước. Dịch vụ thời tiết quốc gia cho biết một vùng rộng lớn trên toàn quốc trải dài từ trung tâm Nebraska đến Tây Virginia ở miền từ tiểu bang Wisconsin xuống phía nam của tiểu bang Mississippi sẽ chứng kiến chỉ số nhiệt tăng từ sáng ngày thứ Hai cho đến giữa tuần. Những người của miền Trung Hoa Kỳ thức dậy vào thứ Hai với điều kiện thời tiết dịu nhẹ, từ đầu mùa hè có thể thấy mưa rào và dông vào buổi chiều trước khi nhiệt độ bắt đầu vào buổi chiều. Cơ quan thời tiết cho bắt đầu cho biết là nhiều khu vực có thể mong đợi nhiệt độ cao hơn mức bình thường đến mức kỷ lục vì nó đã đưa ra lời khuyên về nhiệt và cảnh báo nhiệt độ quá cao do khu vực. Dịch vụ thời tiết cho biết trên Twitter, hãy lên kế hoạch trước để tránh bị bệnh liên quan đến nắng nóng và kiểm tra người thân và hàng xóm. Nắng nóng sẽ giảm xuống vào cuối tuần và khuyên mọi người nên ở trong nhà, tránh các hoạt động gắng sức và uống nhiều nước. Nhiệt độ dự kiến sẽ tiếp tục thiêu đốt vùng Tây Nam và các vùng của Texas, nơi nhiều nhiệt độ ban ngày sẽ duy trì ở mức 100 độ ở những nơi trong khu vực. Và thấy là ở sở thú là họ đổ đá và đá lạnh đó, lên trên sàn để cho mấy con thú nó thể nằm lên mát. Có lý à, mình về mình đổ đá mình leo đó mình nằm rồi cho nó mát. Lăn qua lăn lại cho não nó đông luôn. Và thưa quý vị, nhu cầu điện năng ở Texas thì không đạt mức cao nhất kỷ lục vào ngày hôm qua thứ Hai do thời tiết bớt nóng hơn, nhưng có khả năng sẽ phá kỷ lục vào cuối tuần này khi mà các gia đình và doanh nghiệp mở máy điều hòa nhiệt độ liên tục để thoát khỏi đợt nắng nóng kéo dài. Thời tiết khắc nghiệt là một lời nhắc nhở về đợt cúp điện vào tháng 2 của năm 2021, khiến cho hàng triệu người ở Texas không có điện, nước và nhiệt trong nhiều ngày ở trong một cơn bão chết người khi công ty điện là ERCOT cố gắng ngăn chặn hệ thống điện quá tải sau khi một lượng lớn máy phát điện bị ngừng hoạt động. Sau khi đạt 95 độ F ở Houston vào ngày thứ Hai, thấp hơn vài độ so với dự báo khí tượng. Nhưng mà hôm nay, dự báo nhiệt độ cao sẽ tăng từ 94 lên tới 99 độ vào ngày thứ Ba và thứ Năm. Và đều đó so với mức cao bình thường là 92 độ F vào thời điểm này ở trong năm. Mức tiêu thụ điện của Texas đã lên đến gần 75 tỷ watt vào hôm Chủ nhật, cao nhất từ xưa đến nay. 1 triệu watt điện có thể cung cấp năng lượng cho khoảng 1.000 ngôi nhà ở Hoa Kỳ vào một ngày bình thường, nhưng chỉ khoảng 200 ngôi nhà vào một ngày hè nóng nực ở Texas. Bất chấp nhu cầu cao kỷ lục, giá điện tại Texas, bao gồm Dallas, đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần là 87 đô la cho mỗi megawatt vào ngày thứ Ba, từ 100 đô vào ngày thứ Hai. Còn sau đó, so với mức trung bình 63 đô la cho đến nay ở trong năm. Và thưa quý vị, tin về thời tiết ở trong Hoa Kỳ thì bão đã gây ảnh hưởng của vùng Trung Tây và miền Đông của nước Mỹ. Các đợt bão nghiêm trọng sẽ kéo dài ở các khu vực của Trung Tây và Đông đến giữa tuần và bao gồm cả mối đe dọa lốc xoáy cường độ cao ở phía trên Trung Tây vào ngày mai thứ Tư. Thời tiết khắc nghiệt sắp tới xảy ra theo hậu quả của một cặp derecho, tức là một dòng gió bão dữ dội lan rộng và di chuyển nhanh và di chuyển trên một khoảng cách rất xa và có đặc điểm đó là gió giật mạnh đã gây ra thiệt hại do gió trên các diện rộng ở các vùng của Great Lakes, thung lũng của Ohio và trung tâm của Appalachians vào ngày hôm qua. Đợt bão đầu tiên từ đông nam của tiểu bang Indiana đến nam Ohio và West Virginia. Tiếp theo là trận thứ nhì phát triển ở đông bắc của tiểu bang Illinois và đông nam Wisconsin và di chuyển về phía nam của Michigan qua vùng phía bắc của Indiana và Ohio. Gió giật lên tới 84 dặm một giờ và 98 dặm một giờ. Thiệt hại do gió và mưa đá là những mối đe dọa chính từ bất kỳ cơn bão nào ở Trung Tây, Trung Đại Tây Dương và Đông Nam.
vào ngày mai thứ Tư, mối đe dọa lốc xoáy sẽ gia tăng vào vùng Trung Tây khi luồng khí lạnh di chuyển vào vùng không khí nóng. Và giá thực phẩm tăng chóng mặt ở Mỹ đang thay đổi cách người Mỹ ăn uống và mua sắm. Họ mua nhiều nhãn hiệu của cửa hàng hơn và ít tốn kém hơn về thịt và sản phẩm. Một số bây giờ chỉ phải sống đơn giản hơn. Trong khi đó thì các nhà sản xuất thực phẩm tiếp tục thu nhỏ để tiết kiệm, bỏ ít khoai tây chiên hoặc là thức ăn vào túi và hộp mà chúng ta mua. Và đây là lạm phát góp phần vào tâm trạng thất vọng chung của quốc gia. Theo nguồn tin tổng hợp ghi nhận, ngày xưa việc đi chợ chủ yếu là dành cho phụ nữ, nhưng mà ngày nay 92% người lớn làm điều đó. Điều đó có nghĩa là hầu hết mọi người đều nhận thấy giá thực phẩm đang tăng và nhiều người đã điều chỉnh theo những cách để mà thích ứng. Chi phí thực phẩm tăng 11.9% so với năm ngoái, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4 năm 1979. Theo số liệu lạm phát được công bố vào hôm thứ Sáu tuần qua, gần như là mọi loại thực phẩm mà chính phủ theo dõi đều có tốc độ tăng giá nhanh. Hôm nay giá bán sỉ trong tháng 5 đã tăng 10.8%. Các danh mục lạm phát nhiều nhất bao gồm giá trứng tăng 32%, một phần do đợt bùng phát dịch cúm gia cầm vào tháng Giêng đã giết chết khoảng 6% số gà đẻ trứng. Tiếp theo là dầu hỏa tăng 16.9%, một phần là do chiến tranh nảy Ukraine. Đến thịt gia cầm tăng 16.6% và sữa tăng 15.9%. Thực phẩm là một khoản chi lớn, đặc biệt là đối với những người ở mức thu nhập thấp hơn. Theo Cục Thống kê Lao động, gần 16% chi tiêu của những người có thu nhập thấp là dành cho thực phẩm. Và quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ, sau đây là bản tường trình đặc biệt buổi chiều của đài Little Sài Gòn TV. Nga tổ chức diễn đàn kinh tế quốc tế ngày hôm nay với bầu không khí ảm đạm vì thiếu vắng các phái đoàn thương mại quốc tế. Hoàng Trọng Thụy gửi đến quý khán thính giả thêm chi tiết về diễn đàn kinh tế của Nga vào ngày hôm nay. Trong nỗ lực hạn chế thiệt hại từ các lệnh cấm vận của phương Tây và Hoa Kỳ, chính phủ Nga đang chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Quốc tế gọi tắt là SPIEF thường niên lần thứ 25 vào ngày hôm nay tại thành phố St. Petersburg. Khai mạc trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Nga trong nhiều năm qua đã tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới và các vị chủ tịch các tập đoàn kinh doanh tại Diễn đàn Kinh tế hàng năm. Thế nhưng Diễn đàn Quốc tế Nga năm nay từng được xem là một kiểu Davos của Nga, sẽ ít thấy giới tài chính toàn cầu chung quanh Moscow bị cô lập bởi các lệnh trừng phạt. Tuần này, để bù đắp cho việc thiếu vắng những người tham dự, thể hiện sức mạnh kinh tế phương Tây và tầm cỡ, Nga đang dành niềm tự hào về vị trí cho các quốc gia nhỏ hơn hoặc các quốc gia như Trung Quốc có nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới và các quốc gia không tham gia vào lệnh trừng phạt quốc tế. Người dân địa phương và du khách đến thành phố St. Petersburg đã bị chia rẽ về số lượng hạn chế của các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp quốc tế tham dự diễn đàn năm nay. Một số người nói rằng danh sách khách mời phản ánh hành động của Nga ở Ukraine, trong khi những người khác cho rằng thay vào đó, Nga nên củng cố mối quan hệ chặt chẽ hơn với những quốc gia hiện diện. Các viên chức Nga đã thấy được sự thách thức khi đối mặt với quan tâm của nước ngoài đối với diễn đàn này. Phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Ba, chỉ ra vùng Trung Đông và châu Á, các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ đến từ nước Mỹ và Liên minh châu Âu. Các nhà đầu tư và doanh nhân như vậy quan tâm sẽ tham gia tích cực hơn vào diễn đàn. Điện Kremlin đã khởi động Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg năm 1994 để thu hút đầu tư nước ngoài, thảo luận về chính sách kinh tế và xây dựng một hình ảnh rộng mở cho hoạt động kinh doanh sau khi chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Từ lâu, Nga đã so sánh diễn đàn ở St. Petersburg với Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Giờ đây, với việc các nhà lãnh đạo phương Tây tránh xa các giao dịch với Nga, Tổng thống Putin sẽ không có các cuộc gặp truyền thống với giới lãnh đạo công ty lớn từ Hoa Kỳ hoặc châu Âu. Việc không có tên của các công ty Hoa Kỳ và châu Âu hoặc các vị tổng giám đốc trong lịch trình làm việc được công bố từ ngày 15 đến 18 tháng 6, phản ánh mối lo ngại về sự trừng phạt sâu rộng nhất áp dụng đối với một cường quốc như Nga xưa nay. Ngay cả những công ty vẫn tham gia với Nga bất chấp trừng phạt vẫn không được niêm yết. Tuy nhiên, trong hội nghị năm nay có một ngoại lệ duy nhất,
người đứng đầu phòng thương mại Mỹ tại Nga cùng với những người đồng cấp Pháp và Ý sẽ có phần trình bày riêng tại một phiên họp vào hôm thứ Năm có tên Các nhà đầu tư phương Tây ở Nga đối diện với tình hình thực tế mới. Hoàng Trọng Thủy tường trình cho đài Little Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, bản tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thủy cũng đã khép lại phần tin tức tổng hợp của đài Little Sài Gòn TV. Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài để tiếp tục đến với phần thời sự trong tuần cùng với Đỗ Tân Khoa. Đỗ Tân Khoa xin kính mến chào quý vị đến với chương trình Thời sự trong tuần của Little Sài Gòn TV qua bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng, tựa đề Lý Khắc Cường dám đối đầu với Tập Cận Bình. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thưa quý vị, năm 2018, Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được tu chính, xóa bỏ tiền lệ làm chủ tịch hai nhiệm kỳ của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Vào cuối năm nay, Tập Cận Bình sẽ được đảng tái cử chức vụ chủ tịch lần thứ ba. Tư tưởng Tập Cận Bình được ghi vào cương lĩnh ngang với Mao Trạch Đông trên chân lý thuyết Đặng Tiểu Bình. Có ai dám đối đầu với quyền lực của Tập Cận Bình hay không? Vào ngày 25 tháng 5 vừa rồi, Thủ tướng Lý Khắc Cường mới xuất hiện, nói chuyện với hàng ngàn cán bộ trên toàn quốc qua màn ảnh. Lần cuối cùng một lãnh tụ nói chuyện với đông đảo cán bộ như vậy là vào tháng 2 năm 2020. Năm đó, Tập Cận Bình phát động một cuộc chiến tranh nhân dân chống bệnh dịch COVID-19. Bây giờ, hơn 2 năm sau, Lý Khắc Cường báo động cả nước rằng kinh tế có thể suy sụp nếu tiếp tục chặn COVID bằng các biện pháp thiếu khôn ngoan. Lý Khắc Cường dám công khai trình bày một ý kiến khác với lãnh tụ cốt lõi của họ. Họ Lý không trực tiếp phê phán chính sách chống COVID cứng nhắc của Tập Cận Bình, nhưng mà phê bình gắt gao các lãnh tụ địa phương đã không thi hành các biện pháp kích thích kinh tế của ông ta. Tập Cận Bình nhấn mạnh đánh COVID, còn Lý Khắc Cường lo bảo vệ kinh tế. Trong hai người, ai cũng thấy họ Tập mạnh hơn. Nhiều cán bộ cao cấp không tham dự nghe Lý Khắc Cường nói chuyện. Điều này dễ hiểu. Lãnh đạo các thành phố lớn đang chú tâm để ngăn ngừa COVID. Tương lai sự nghiệp của chính họ sẽ chấm dứt sớm nếu bệnh dịch gia tăng. Thống kê cho biết số người bị bệnh hoặc chết được công bố ngay lập tức. Còn kết quả việc kích thích kinh tế sẽ tới rất chậm chạp. Nhưng mà Lý Khắc Cường cũng vẫn chứng tỏ mình là người chủ chốt, người duy nhất lo lắng cho nền kinh tế vì biết uy quyền, ảnh hưởng của Tập trên nhiều cán bộ cao và trung cấp đang giảm đi. Kinh tế suy yếu thì hệ thống bao cấp của đảng có thể để mua chuộc lòng trung thành của cấp dưới cũng yếu đi. Các quan chức còn bất mãn vì Tập Cận Bình cổ vũ những chính sách ngoại giao thù nghịch với bên ngoài. Các nước Mỹ, Âu Châu, Nhật Bản lại đoàn kết hơn sẽ ngăn cản sức bành trướng của kinh tế Trung Quốc. Chương trình nhất đới nhất lộ có tiếng mà không có miếng, kích thích tự ái dân tộc của người dân lục địa. Và Tập Cận Bình được tiếng nâng uy tín cá nhân, nhưng các quan chức địa phương lại không thấy được hưởng miếng nào hết mà chỉ thấy tài nguyên đem ra ngoài. Họ không được quyền sử dụng. Nỗi bất mãn ngấm ngầm này sẽ được các đối thủ của Tập Cận Bình khai thác trong kỳ đại hội đảng lần thứ 20 sắp tới đây. Tập Cận Bình sẽ tiếp tục nắm địa vị cao nhất, nhưng không chắc là sẽ uốn nắn được thành phần lãnh đạo tương lai theo ý của mình. Nghĩa là không có độc quyền quyết định các chính sách quốc gia trong năm, 10 năm tới. Trong 25 người thuộc Thường vụ Bộ Chính trị, hiện nay có 15 người thuộc vây cánh của Tập Cận Bình. Theo thông lệ, 11 người tới tuổi 68 sẽ phải về hưu. Trong số đó có Tập Cận Bình, nhưng chức chủ tịch sẽ được miễn trừ. Lý Khắc Cường sẽ phải ngưng làm thủ tướng vì đã ngồi quá lâu, nhưng vẫn còn thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa trong thường vụ. Họ Lý đang tìm cách xếp đặt cho người của mình lên thay làm thủ tướng để đối đầu với người của họ Tập, theo nhật báo The Wall Street Journal. Hai người thân tín của Tập Cận Bình đang đi xuống là Giật Chiến Thư,
đang đóng vai chủ tịch thường vụ, và Hàng Chính, người phụ trách về Hồng Kông. Một ngôi sao đang lên đó là Lý Cường, vốn là tay chân được Tập Cận Bình nâng đỡ, từng là thư ký riêng khi họ Tập làm tỉnh ủy Chiết Giang. Lý Cường đang làm bí thư Thượng Hải, dự trù sẽ được đưa vào thường vụ của Bộ Chính trị. Nhưng tình trạng căng thẳng ở thành phố này trong 2 tháng qua, người dân biểu tình chống các biện pháp cấm đoán vì Covid khiến cho ngôi sao này lu mờ và ít có hy vọng. Trong số các phó thủ tướng, Tôn Xuân Lan, Hàng Chính, Lưu Hạc, Tăng Bồi Viêm sẽ nghỉ thì chỉ có Hồ Xuân Hoa là chưa đến tuổi để về hưu, là người thuộc phe của Hồ Cẩm Đào và Lý Khắc Cường. Lý Khắc Cường muốn đưa Hoa lên thay mình làm thủ tướng, và họ Tập đang tấn công Hoa với cuộc điều tra tham nhũng ở Nội Mông Cổ trong 20 năm qua, mà Hồ Xuân Hoa từng làm bí thư tỉnh ủy từ năm 2009 đến 2012. Thế lực của Tập Cận Bình yếu hơn vì 2 mối lầm lẫn trong năm qua. Trong nước, chiến dịch ngăn chặn COVID-19 lúc đầu chỉ chú trọng đến những người trong tuổi làm việc, còn những người lớn tuổi chưa được chích ngừa đủ, bây giờ họ bệnh nhiều hơn và nặng hơn. Tập Cận Bình bắt tất cả các thành phố lớn phải đóng cửa dù không cần thiết khi mà vi khuẩn corona biến thái đến một dạng bớt nguy hiểm. Hậu quả là kinh tế đang xuống thấp sau khi đã giảm tốc độ tăng trưởng trong suốt mấy năm. Bắc Kinh đặt chỉ tiêu kinh tế sẽ tăng thêm 5.5% trong năm nay, nhưng mà các nhà quan sát kinh tế tiên đoán sẽ chỉ thêm được 4.5% theo cuộc thăm dò của hãng tin Bloomberg. Bên ngoài thì Tập Cận Bình cũng lầm khi đứng hẳn về phía Putin trong cuộc xâm lăng Ukraine. Các cường quốc Mỹ, Âu Châu, Nhật Bản phản đối, dọa áp dụng lệnh cấm vận lên các công ty Trung Quốc còn mua bán với Nga. Các nước tiên đoán sẽ cấm vận các công ty Trung Quốc trong các lĩnh vực tinh học, không cho mua những con chip bán dẫn tân tiến nhất. Mặc dù Tập Cận Bình hô hào Trung Quốc phải tự túc trong việc phát triển các công nghệ tân tiến, Trung Quốc vẫn phải mua các bộ phận quan trọng nhất trong những ngành này. Từ năm 2012, khi Tập Cận Bình lên ngôi, số tiền nhập cảng các bộ phận quan trọng nhất cho các ngành điện tử và tinh học không giảm. Kỹ nghệ chế tạo máy bay của Trung Quốc vẫn cần phải mua 98% các bộ phận từ các nước tự do dân chủ. Và kinh tế Trung Quốc sống nhờ vào xuất cảng, vẫn lệ thuộc thị trường các nước dân chủ tự do Âu, Mỹ, Nhật Bản. Tức là vẫn phải chịu rủi ro nếu các nước này ngăn chặn, như là cựu Tổng thống Donald Trump đã làm. Trước năm 2012, số hàng bán qua các nước trên đã giảm từ 50% xuống còn 39% trong tổng số xuất cảng. Từ hồi Tập Cận Bình lên đến nay, tỷ số đó không giảm. Tập Cận Bình muốn dùng thị trường Nga để mà giảm bớt ảnh hưởng các nước ở châu Mỹ, nhưng nước Nga chỉ mua có 2% hàng xuất khẩu của Trung Quốc mà thôi. Và 2 bước đi lầm lẫn của Tập Cận Bình, trong nước và bên ngoài, không thể nào che giấu được. Và Lý Khắc Cường biết như vậy và biết rằng quan chức cán bộ cũng biết, cho nên cuộc tranh giành ảnh hưởng và quyền lực đã bắt đầu. Muốn biết kết cục ra sao, phải coi tiếp các hồi sau mới rõ. Quý vị vừa theo dõi một thời sự trong tuần của Leadership on TQ và bài viết của tác giả Ngô Nhân Dũng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình phát hình kỳ tới.